Nhân dịp đầu xuân mới Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến thăm và phát động ra quân thi công sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố. Tại lễ ra quân đầu năm thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 thuộc dự án khu công nghệ cao Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định đây là một trong những dự án động lực trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Đà Nẵng. Chính vì vậy, việc hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật tại đây là yếu tố then chốt để dự án này phát triển mạnh mẽ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đề nghị các nhà thầu thi công cần đề cao trách nhiệm, tích cực phối hợp với các bên liên quan thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn chất lượng dự án. Đối với các nhà thầu thi công thì tôi đề nghị là các nhà thầu là tập trung các nguồn lực về nhân lực, về phương tiện, khí máy móc thiết bị để mà thi công đảm bảo cái tiến độ, và cũng phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án cũng như huyện Hòa Vang và bên xã Hòa Liên để phối hợp chặt chẽ trong cái việc mà đền bù giải tỏa cũng như thi công. Đến thăm công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu thi công thời gian qua, đồng thời đề nghị với khí thế ra quân đầu năm, đơn vị cần tiếp tục tích cực nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ được giao, đảm bảo an toàn chất lượng công trình. Tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng biểu dương những đóng góp của đơn vị đối với công tác giảm nghèo, đồng thời mong muốn Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò là công cụ tài chính hiệu lực, là cầu nối vững bền giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, tiến tới làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.